nhà đất đã rồi chứ, cày cối quá sướng luôn. Anh ơi, đi phương hướng đâu? Đây em ở Long Thành. Thầy ơi, đây là Colorado LT. Dạ. À. Rồi em thấy rồi. Ok. Xe mới bảo dưỡng xong luôn hả anh Đạt? Em mới bảo dưỡng, đi được 1000 cây nữa thôi, còn mấy trăm cây gì nữa. Dạ. Giờ là chỉ thay nhớt thôi nha. À, thay nhớt đi thôi đúng không? Dạ. Đó là dành cửa lại thôi, chứ có nhiều lại. Dạ. Dàn vỏ. Cảm biến hả? Anh có lên cảm biến rồi đúng không? Cảm biến sau. À. Lên nắp thùng. Nắp thùng sau. Dàn vỏ theo xe. Đây coi. Dàn vỏ theo xe đáp 19. Dạ. Dính theo xe. Ghế nãy rồi còn ghế xe. Đổi hả? Tính đổi Fortuner hả anh Đạt? Fortuner. À, không tới, sao không tới 15 lít. Tùy người chạy. Hao hơn chứ, hao hơn Innova chứ máy nó máy lớn hơn mà. Nó là 2.7 Innova, nó 2.0. Innova sẽ được động với xăng hao. Dạ. Cũng hao đó. Nhưng mà cũng tùy người chạy thôi, tương đối. Cái này anh phải trả lại cho em cái phí em gọi đây rồi giờ sao? Anh cắt đi. Cắt bằng cái này. Đúng rồi, thì anh lên app á. Anh lên app hoặc là anh gọi tổng đài kêu cắt đi. Dạ. Em coi đi. Hai chìa cho em nha. Dạ, anh cất đi. Để cất trong nhà đi, mai giao cho em luôn. Rồi, ok. Rồi em về luôn. Mai lấy. Mai nhận xe. Ok.